Anh nhìn kỹ đi, có phải là thằng này không? Tôi không có nhìn rõ mặt, nhưng vết sẹo thì giống lắm. 90% có thể là người này. Những thằng có vết sẹo dài trên mặt như vậy không nhiều. Thằng này em biết khá rõ, trước kia nó thuộc loại đâm thuê chém mướn có hạn, nổi tiếng là liều lĩnh, ra tù vào khám như ăn cơm bữa. Con rể anh đã có lần gặp nó. Đi rửa ngay tấm hình này cho tôi, lập tức tìm hiểu điều tra về thằng này. Bằng mọi giá phải tóm gọn nó cho tôi. Dạ. Nếu bắt được thằng này thì chắc chắn sẽ biết được chủ mưu là ai. Có đầy đủ chứng cứ, tôi sẽ cho thằng kia lên đường luôn. Vậy trước mắt em phải cho người theo dõi thằng Đại chứ anh? Cứ làm vậy đi, chờ tôi khỏe lại một chút rồi tính. Đối với tôi, nó chỉ là một con cừu non. Dạ, vậy anh cứ về nghỉ ngơi, em sẽ lo việc cho anh nha. Chú về đi. Dạ. Kim ngân hay lụa gì đó vô đi. Hải, tỉnh dậy đi con, tỉnh dậy đi con. Nội, Hải, đi đi, Hải, tỉnh dậy đi, đi, đi đi. Nè, Hải, ba con sốt cao quá nên mê sẵn rồi, chắc là động tới vết thương, gọi cấp cứu nha nội. Lụa ơi, lụa. Dạ. Ủa ông có chuyện gì? Đem nước ấm, vắt miếng chanh vô, lấy cái khăn lại cho ông. Dạ. Nhanh đi. Lấy thuốc hạ sốt cho ba con uống liền, lẹ lên. Nội, sao mình không đưa ba con đi nhập viện lại, con lo quá. Chứ ba con nằm ở nhà, lỡ có chuyện gì thì sao nội? Nếu không hạ sốt được thì vài giờ nữa mới đưa nó đi. Chứ đưa ba con vô trong bệnh viện, sáng mai nó cũng đòi về. Nó không có thích ở trong bệnh viện. Anh đi lấy cho em ly nước đi. Không biết cái chuyện gì mà triệu tập mình gấp dữ vậy chị? Nghe nói tổng giám đốc chưa được khỏe lắm. Không biết mà vẫn triệu tập cuộc họp bất thường như thế này, chắc là có chuyện gì quan trọng đây. Không biết ông kỹ thuật chú quán với ai mà có người muốn lấy mạng ông ta tới như vậy. Một viên đạn xuyên qua bả vai. Nè, ba cậu khỏe hẳn chưa mà đi làm lại vậy? Dạ chưa, vết thương chưa lành hẳn. Nhưng vì ba cháu sốt ruột quá nên ba cháu mới đi. Nói thật nghe, em tin bằng mà không có ông ấy thì cũng như rắn mất đầu vậy. Vào đi. Dạ thưa tổng giám đốc, mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng họp. Tôi biết rồi. Tổng giám đốc, tổng giám đốc có sao không? Không cần đâu, tôi tự đi được.
Cậu cầm giùm tôi có máy laptop. Dạ. Vô tới rồi kìa. Chào mọi người. Ngồi xuống đi. Hôm nay tôi muốn tổ chức cuộc họp này để là thông báo tình hình hiện nay của MT Bank cũng như các công ty con của chúng ta. Trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số sự việc đáng tiếc, ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động của chúng ta, đặc biệt là chuyện của tôi. Tôi không muốn nhân lúc tôi vắng mặt, tôi không muốn mọi người đàm tiếu và nghi ngờ. Chúng ta đang gặp khó khăn lớn, ảnh hưởng từ vụ án của bà Duyên. Công an đã vào cuộc, nhưng vì bà Duyên là nạn nhân của vụ cháy, vừa là thủ phạm trong chuyên án kinh tế với số tiền lên đến cả ngàn tỷ. Hiện nay đã có kết luận sơ bộ từ phía công an, nhưng vụ án có khả năng bị đình chỉ vì bà Duyên đã chết. Thế nào đây? Bao nhiêu vốn của tôi? Làm sao đây? Vậy thì không lẽ chúng tôi chịu mất trắng số tiền đó hay sao? Không thể nào. Còn chưa có kết luận cuối cùng. Số tiền đó không thể nào bốc hơi cùng với bà Duyên được. Tôi đã được bên công an mời lên nhiều lần về vụ án của bà Duyên. Tôi là người lãnh đạo cao cấp nhất của MT Bank, cũng như với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị của các công ty con. Vừa là người chịu trách nhiệm, cũng là đại diện cho các bị hại trong vụ án này. Cuối cùng thì phía công an kinh tế đã có kết luận gì về vụ án của bà Duyên chưa, thưa tổng giám đốc? Bà Duyên đã phạm rất là nhiều tội với chứng cứ thu thập được. Tạm thời bên đó có kết luận như sau: lợi dụng chức vụ quyền giám đốc giao dịch của MT Bank, bà Duyên đã giả chứng từ để chuyển tiền và rút tiền với số tiền mà hội đồng quản trị đã ủy thác cho bà Duyên, gửi vào những ngân hàng khác. Bà ta đã chuyển vào tài khoản cá nhân để chi trả nợ nần. Không lẽ số tiền 350 tỷ của chúng tôi bị mất trắng? Dạ thưa tổng giám đốc. Bà Duyên đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt số tiền đó của MT Bank. Chúng ta còn biết làm gì với một người đã chết. Nhưng dù sao, cơ quan chức năng đã phong tỏa một số tài khoản cá nhân, cũng như cổ phần của bà ta để đưa vào thi hành án. Hy vọng chúng ta sẽ thu được một phần nào đó. Hy vọng đó rất là nhỏ, bởi vì bà Duyên phạm nhiều tội khác nữa. Bà ta đã đứng ra huy động vốn với lãi suất rất là cao. Các cá nhân đã tin tưởng làm hợp đồng với bà mà không đến trực tiếp ngân hàng của chúng ta. Đúng rồi. Bà ta còn dám giả chứng từ, giả chữ ký của khách hàng để chuyển tiền rút tiền nữa. MT Bank sẽ không chịu trách nhiệm với những khách hàng đó. Sai sót của họ là không đến giao dịch trực tiếp với ngân hàng mà chỉ thông qua với bà Duyên. Tụi tôi vẫn không tin bà Duyên một mình dám làm chuyện này. Đứng đằng sau bà ấy phải có người giúp sức. Đúng rồi đó. Cái khó của vụ án này là người chủ mưu đã chết, rất là khó đối chất. Vì vậy khả năng đình chỉ vụ án này rất là cao. Tôi muốn chúng ta nhìn thẳng vào vấn đề và tìm cách đối mặt, không đổ lỗi cũng như hy vọng chờ đợi gì ở phía cơ quan pháp luật. Ông ta đúng là một con cáo già quỷ quyệt, đổ tội lên đầu người chết, một mình ẵm trọn số tiền khá lớn. Sao anh nói với tôi là tụi nó đã lặn rồi? Giờ công an báo là tụi nó đã gây án. Viên đạn thu được ở hiện trường cùng với viên đạn đã gây án thằng Thiên. Tôi xin lỗi anh đã để xảy ra sơ suất này. Đúng là hai thằng đó đã bay qua Thái rồi, nhưng khẩu súng để lại, một thằng trong nhóm lấy đi khè băng khác, và rồi đã xảy ra chuyện. Anh làm ăn như vậy là chết tôi rồi. Tại sao không hủy khẩu súng đi? Giờ mà công an truy ra là cái tôi với anh đều mệt. Anh yên tâm,
Tôi đã báo cho đàn em, tụi nó sẽ khai là nhặt được khẩu súng không rõ nguồn gốc và vô tình gây án. Công an bây giờ không dễ qua mặt đâu. Tôi thật sự rất lo lắng. Điều mà tôi lo hơn là chuyện mất tích của Thành Thi. Nếu nó còn sống và quay về, tôi với anh mới chết chắc. Mọi chuyện sao rồi? Dạ thưa anh, đúng như kế hoạch. Tốt lắm. Thủ tiêu nó xong, các cậu cứ trốn đi như đá bạc. Tôi sẽ cho người chuyển tiền vào tài khoản các cậu. Dạ anh yên tâm, tối nay em sẽ cho nó về chồng bà. Alo, chú tới rồi thì vào đi. Phòng VIP 5. Anh có khách à? Có cần tôi lên mặt không? Tôi cần bàn chuyện riêng. Chút nữa gọi lại cho anh. Tôi ra ngoài. Dạ mời anh. Anh đã khỏe hẳn chưa? Chú ngồi đi. Dạ. Ra ngoài. Dạ. Sao anh không gọi em tới nhà mà lại hẹn em ra đây? Em chỉ sợ anh còn bệnh. Chú không nên xuất hiện nhiều ở nhà tôi. Vì chuyện tôi sắp giao cho chú thực hiện có liên quan đến người nhà của tôi. Anh muốn xử lý thằng con rể. Chú cũng thật nhạy bén ha. Em theo anh lâu rồi, nhìn anh muốn cái gì thì phải đoán được chứ. Chú đã điều tra ra thằng Phong Thẹo đó ở đâu chưa? Dạ chưa. Nó lặng mất tâm, nhưng trước đó có thông tin căn nhà trên kênh nước đen của nó thường xuyên tiếp mấy thằng giang hồ bên Cam về, mặt mày cháy đen. Chắc là cái đám bắn anh rồi. Nó muốn đấu với tôi tới cùng. Ừ, thì đấu. Anh muốn em giải quyết dứt điểm. Tôi đã vì con gái của tôi mà nương tay cho nó nhiều rồi. Giờ thì tôi phải cho nó biết thế nào là chống đối với tôi. Chỉ cần anh ra lệnh, mọi việc còn lại để em lo. Chú phải đảm bảo cho tôi là nó không có đường về. Em biết em đã đánh mất lòng tin của đại ca, nhưng chuyện này em sẽ lấy lại uy tín với anh. Tôi chờ tin của chú. Xong việc tôi thật lớn. À, ba về rồi. Ừ. Ba ở đây. Trời, cậu mua gì mà quá chừng vậy? Đồ ăn. Dạ thưa nội, con mới về. Cô Tiết cầm sữa uống đi con. Anh sao bữa nay anh về sớm vậy? À sợ em nấu nướng mệt nên mua đồ ăn ở nhà hàng về luôn. Vậy để em gọi điện cho ba về rồi cả nhà mình cùng ăn luôn ha. Thôi anh đi tắm trước nha. Ba đang ở đâu? À, ba đang bàn công việc với khách hàng. Vậy hả? Chừng nào ba về? À, chồng con á có mua mấy món ăn ở nhà hàng, con muốn ba về cùng ăn với cả nhà cho vui. Cả nhà cứ ăn trước đi, đừng chờ ba. Dạ, vậy ba về sớm nha. Ba vẫn còn chưa khỏe lắm. Ba biết rồi cục cưng. Hùng con nha. Dạ, con chào ba. Ăn bữa cơm cuối cùng với vợ con mày đi. Ngày mai tao tỉnh mà. Bác Nhàn ơi, bác Nhàn. Bác Nhàn ơi, bác có nhà không bác Nhàn ơi?
Dạ con chào bác. Dạ anh Đại là sếp của con. Sáng nay anh đi làm bị tai nạn giao thông, đang nằm ở trong bệnh viện bác ạ. Trời đất ơi, con trai của tôi có sao không? Sao nó không gọi điện gì cho tôi vậy? Dạ anh bị thương nặng lắm, bây giờ đang nằm hôn mê trong bệnh viện đó bác. Cho nên con chạy tới để rước bác vô bệnh viện lo cho anh. Công ty cử con để tới rước bác, mình đi cho kịp bác. Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu chờ tôi chút xíu nha. Dạ. Nhanh lên bác, anh Đại tỉnh rồi, chờ mong gặp bác. Con tôi tỉnh rồi hả? Dạ. Cảm ơn trời Phật. Xe nhanh đi bác. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho anh. Công trình của tôi đang vô giai đoạn nước rút. Nếu không có trục trặc về tài chính thì tôi đã không cầm cố căn biệt thự này. Được rồi, anh yên tâm đi. Tôi về xem qua hồ sơ. Nếu như ok thì tuần sau tôi sẽ cho người qua thẩm định. Tôi có thể nâng giá thẩm định lên để cho anh dây cao. Quan trọng là phần trăm quê hồng anh có chịu chi hay là không. Trước khi được giới thiệu gặp anh, tôi cũng đã nghe qua 10% hoa hồng thật sự hơi cao. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Anh cứ tính đi. Anh chi quê hồng 10% mà anh lấy lại được lãi suất ngân hàng, anh có lợi. Hay là anh dây nóng, giá thấp nhất cũng từ 6-10% cho một tháng. Tôi biết, nên tôi mới đồng ý gặp anh. Mong anh giúp đỡ cho tôi càng nhanh càng tốt. Ok. Nếu như anh cần gấp như vậy, tôi sẽ về trình hồ sơ lên sớm. Bây giờ tôi phải về công ty có cuộc họp. Chào anh. Mong anh giúp tôi càng nhanh càng tốt. Bỏ chân ra, mày muốn gì? Trời, tao chút tiền cũng sai coi, giả quá rồi. Thật đi, mày tưởng tao là ai mà tới làm tiền hả? Cái tụi nghiện ngập của tụi bay, bây giờ lộng hành ghê. Biến đi. Nhiều đây không có đủ. Mày muốn tao kêu công an tới không hả? Ban ngày ban mặt, xin điểu hả mày? Mày mà kêu công an tới là mày hối hận đó. Tao không có xin, mà tao có thứ này muốn bán cho mày, mày mua không? Giá chỉ có 50 triệu thôi. Thằng điên, cái loại như mày á thì có gì mà bán. Tao nói cho mày biết, mày mà còn dám quấy rầy tao nữa thì đừng có trách. Cái mạng của má mày có đáng giá 50 triệu không? Mày nói cái gì? Tụi tao sống ở gần xóm nhà mày, biết má mày có con là đại gia. Giờ tụi tao giả quá, không có tiền hút chích. Bắt má mày làm con tin, chỉ xin 50 triệu thôi. Mày đồ láo, mày định gạt tao hả? Được, mày không tin á, thì nói chuyện với má mày đi. Gì đâu mày? Anh à, cho má nó nói chuyện với nó đi. Nói nhanh lên mày. Alo. Đại hả? Má đây. Má? Là má hả má? Giờ thì mày tin tao chưa? Tụi tao không dám đòi hỏi nhiều. Đại gia như mày, 50 triệu có đáng là bao? Mày mà làm khó tụi tao, một tiếng nữa không thấy tao đem tiền về, bạn tao cắt cổ má mày không chừng đó. Mày. Được, 50 triệu thì 50 triệu. Tao nói cho mày biết, mày dám đụng tới một sợi tóc của má tao thì mày biết tao. Ừ, chỉ cần mày đừng manh động báo công an, lấy tiền rồi đi theo tao. Tao chỉ đường cho mày tới chỗ chuột má mày về. Tao không có đủ tiền mặt ở đây, chờ tao rút thẻ ATM cái đã. Được, tao sẽ bám sát theo mày. Nếu mày dở trò gì đó, tính mạng của má mày tao không có đảm bảo đâu. Tụi mày là đồ khốn. Được, cần tiền tao sẽ cho mày tiền. Đúng là một lũ nghiện ngập chết tiệt. Hello. Đại ca, nó đã sụp bẫy rồi, để em dắt nó vào hang. Okay.
Sao không đi theo tao nữa? Tụi mày tính dân bẫy tao hả? Đưa tao vô một con đường vắng như vậy là có âm mưu gì? Âm mưu con mẹ gì nữa. Nói với mày rồi, 50 triệu thôi. Thả ba già mày ra liền. Chỉ có vậy thôi sao? Tụi tao lâm vào bước đường cùng. Bắt ba già mày chỉ muốn kiếm chút tiền hút chích. Hay là mày nghĩ tụi tao âm mưu cướp xe của mày? Tụi tao cũng chỉ cần tiền mặt, chẳng có âm mưu gì lớn lao cả. Thôi được rồi, nếu mày á tiếc 50 triệu, tao đi về đây. Báo cho mày biết, má mày sẽ bị bỏ đói chết ở khu này đó. Chuẩn bị lo hậu sự đi. Vâng đã. Tao không tiếc 50 triệu. Số tiền đó không là gì với tao cả. Nhưng mà nếu đơn giản như mày nói thì không có vấn đề gì. Tao chỉ sợ là... Sợ con mẹ gì? Âm mưu bắt cóc mày hả? Mày nghĩ đi, vài thằng người ốm yếu như tụi tao làm gì được mày? Được rồi, vậy tao sẽ đợi ở đây. Tụi mày đưa má tao ra đây trao đổi, tụi mày sẽ nhận được tiền. Ủa, ba không đi làm hả ba? Hôm nay ba thấy mệt nên nghỉ ở nhà một bữa. Vết thương nó lại đau. Ba à, ba đừng cố làm nhiều. Giờ sức khỏe của ba là trên hết. Ba biết mà. Con mới đưa thằng cu Tít đi học ha? Dạ. Con đưa Tít đến trường rồi tranh thủ mua ít đồ ăn cho ba. Người ta nói cha mẹ là chỗ dựa cho con cái, nhưng đôi khi ngược lại, giờ con là chỗ dựa của ba. Không có con, ba không biết mình sẽ sống ra sao nữa. Con được bao giờ rời xa ba nghe con? Làm sao con có thể rời xa ba được? Con thương ba nhiều lắm. Giá như gia đình mình được đoàn tụ như ngày trước thì con sẽ vui lắm ba. Ba sẽ vì con mà làm tất cả, cho dù chuyện gì có xảy ra. Con phải biết rằng ba luôn luôn ở bên cạnh con. Con gái của ba thật mong manh yếu đuối. Ba sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho con. Mày có thấy nhà đằng đó không? Má mày đang ở đó đó. Chỉ có thằng bạn nghiện của tao ở đó giữ má mày thôi. Tới đó rồi, mày giao tiền, tao thả người, chúng ta chia tay. Thôi được, tới đó thì tao đi. Chỉ cần nhìn thấy má tao, tao sẽ đưa tiền cho tụi mày, ok? Bà đâu rồi mày? Bà khóc lóc tu tréo gì ở trong. Tao cho ông xuống ngủ. Bà ngủ rồi. Ngủ trong. Đây là 50 triệu. Chỉ cần hai tụi bay thả má tao ra thì số tiền này sẽ thuộc cho tụi bay. Ê, có tiền chơi kìa mày. Mấy bữa nay tao vật vả quá. Mày yên tâm, 50 triệu này chơi xả láng rồi chết cũng được. Ừ. Má mày đang nằm trong này nè. Mày vô đem bả ra, đưa tiền cho tụi tao. Không. Hai tụi bay đem má tao ra xe thì số tiền này sẽ thuộc về tụi bay. Mày nghĩ làm sao?
hai thằng xì ke tụi tao khiên nổi bà già đó. Tụi tao á đứng còn không vững, gió thổi một cái là bay mất tiêu. Mày muốn má mày đập đầu xuống đất hả, trước khi ra về hả? Nhưng mà làm sao tao biết chắc được là má tao đang ở trong đó? Mày theo tao đi rồi biết. Đi. Má. Gì vậy mày? Thấy người rồi, đưa tiền đây. Tiền mày đâu? Tiền. Má. Má. Tỉnh lại đi má. Chào đại ca. Chào đại ca. Không biết chừng nào nhà mình mới trở lại vui vẻ như xưa. Con xin lỗi nội, con không cố tình khóc để làm cho nội và mọi người buồn. Nhưng sao nước mắt con cứ tuôn ra mỗi khi con nhớ đến mẹ và anh hai. Nội đâu có ý trách con, mà nội nói vậy thôi. Trước kia gia đình mình vui vẻ biết bao, rồi tai nạn nó ập đến, hết chuyện này tới chuyện khác, cứ như là sao quả tạ chiếu vậy. Thôi được, cha con mình sẽ từ từ giải quyết mọi chuyện. Ngày mai ba và con sẽ lên chùa năn nỉ mẹ coi sao. Thiệt hả ba? Ba đồng ý lên chùa gặp mẹ hả? Nhìn con như vậy á, ba chịu không có được. Có xuống nước năn nỉ mẹ con một tiếng thì đã có sao đâu. Cảm ơn ba nhiều lắm. Con nghĩ vậy là đúng đó hả? Con thử một lần nói chuyện với vợ con coi sao. Ba, nếu mẹ chịu về thì tốt quá ha. Sau đó nhà mình lại tập trung đi tìm anh hai nha ba. Nha ba. Kìa ba, chẳng lẽ anh hai không phải con của ba hả? Không lẽ ba định bỏ mặc anh hai sao ba? À, đâu có. Là ba cho người đi tìm anh hai con rồi chứ. Ba sẽ cố gắng hết sức. Cứ nghĩ á, đến cái ngày cả nhà mình được đoàn tụ, con muốn phát điên lên được. Giờ con xuống bếp nấu cái gì ngon ngon cho cả nhà mình ăn nha. À, để con gọi điện thoại nói chồng con về nhà ăn cơm cùng luôn. Làm cái gì mà vợ gọi điện thoại không chịu bắt máy vậy? Chắc là chồng con đang họp hành gì đó thôi. Thôi kệ anh đi, để con xuống bếp xem nấu món gì cùng lụa. Gọi anh sao cũng được mà. Không ngờ hai thằng nghiện diễn kịch cũng tới nơi tới chốn. Tiền cachet của tụi nó còn cao hơn là ngôi sao sân khấu nữa. Diễn có một chút xíu mà đại ca cho 20 triệu, tụi nó mừng húm à. Nó không diễn hết mình mới là lạ. Mày không diễn cũng được 5 triệu trong cái phần 50 triệu của thằng này, mày còn đòi gì nữa? Em biết mà, sau cái vụ này á, anh em mình còn hơn tụi nó gấp 100 lần á. Em đâu có ganh tị với tụi nó làm gì. Làm cho nó tỉnh lại đi. Chờ đợi sốt ruột quá. Kết thúc đi. Dạ. Ê, ê, tỉnh lên mày. Mở mắt ra nói chuyện với đại ca tao mày. Quất có một cái
Mày định làm giả luôn hả mày? Má tao đâu? Tụi mày làm gì má tao rồi? Mày yên tâm, má mày đang bình yên ở nhà. Mục tiêu của tụi tao là mày, chứ không phải cái bà già đó. Bây giờ mày muốn gì? Đùa giỡn với mày một chút trước khi tiễn mày đi xa. Dừng lại, đừng quá tay hết hiệp một. Tao biết là ai sai mày làm chuyện này. Mày muốn lấy mạng tao đúng không? Tao nghĩ mày cũng đoán ra được điều này. Nhưng thông cảm, tao chỉ là thằng làm công. Ông chủ giận sao tao làm vậy? Ông ta giận trước khi chết đùa với mày một chút, không để cho mày chết một cách dễ dàng được. Gan mày cũng to lắm, dám cho người ám sát ông chủ. Nhưng mà tao không dễ chết cho mày tưởng đâu. Mày ngon, vẫn còn cái thối ngạo mạn. Để coi mày ba đầu sáu tay gì để thoát khỏi cái chết của ngày hôm nay. Sao không bác? Tôi đang ở đâu đây? Dạ, ở đây là trạm chờ xe buýt đó bác. Tại sao tôi lại ở đây? Bà có sao không vậy? Tôi thấy bà nằm ở đây lâu lắm rồi. Tôi tưởng đâu bà là dân vô gia cư. Nhưng nhìn bà sạch sẽ như vậy, tôi biết là không phải rồi. Thôi, bác ngồi ở đây nghỉ chút đi, rồi từ từ tính. Ừ. Trời, sao đầu tôi lại nhức ong ống như vậy? Tôi thấy khát nước quá. Con có nước nè. Bác uống tạm nước của con nha. Nè bác, cảm ơn. Dạ. Bà nhớ ra chưa, tại sao lại nằm ngủ ngoài này? Kỳ vậy. Tôi nhớ ra rồi, tôi bị người ta lừa bắt đi. Cháu có điện thoại không? Dạ có. Bác cần gọi điện cho con trai bác gấp. Đây nè bác, bác gọi đi. Bác đọc số con bấm cho. Cháu bấm giùm bác số 0978. Kệ mẹ cái điện thoại đi đại ca, kết thúc cho rồi, lỡ có ai phát hiện thì chết á. Ê, tao muốn nói lời cuối cùng. Được, tao cho mày một ân huệ, muốn nói gì thì nói nhanh lên đi. Mày hãy gọi điện về và nói với ông Hải là chuyển lời cuối cùng của tao. Nếu tao chết thì con gái ông ta sẽ biết hết tất cả sự thật. Tao thừa biết ông ta sẽ không buông tha cho tao. Vì vậy, tao đã chuẩn bị từ lâu rồi. Mày đâu muốn chủ mày phát điên lên. Dù gì ông ta tỉnh táo, nếu làm tay sai thì cũng kiếm được một mớ tiền. Và tao cá là ông ta sẽ phát điên lên vì bị đứa con gái ruột quay lưng khi nó phát hiện ra sự thật về một người cha độc ác cô ta đã tôn thờ. Tính sao đại ca, gọi hay không gọi? Không phải chuyện của mày, để tao tính. Dạ.
Mày coi đi, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này một cách êm xuôi. Nếu như hôm nay tao thoát khỏi thì coi như tao cũng chẳng từng biết nữa. Con đó, dành thời gian mà vô bệnh viện kiểm tra lại vết thương đi. Đừng có chủ quan, con cũng có tuổi rồi đó. Dạ. Xong chưa? Chưa nói cái gì? Chờ tôi một chút nha. Nói đi. Em cũng định hạ thủ nó rồi, nhưng nó yêu cầu em gọi về cho anh, nói một việc quan trọng. Đừng có bị nó lừa, giữa tôi và nó không có gì quan trọng. Ra tay đi. Dạ, anh nghe em nói hết rồi hắn quyết định. Em sợ sau này cả em và anh đều hối hận thì không hay. Chú nói đại đi, đừng có lọc chồng nữa. Nó nói nó biết trước là anh sẽ ra tay, nên nó đã chuẩn bị sẵn. Nếu nó chết, con gái anh sẽ biết hết sự thật về anh. Nó định hăm dọa tôi sao? Bằng mọi cách chú phải bắt nó câm cái miệng lại. Anh nói với ông ta, mở hộp tủ thứ ba ở bàn làm việc, nằm sâu bên trong là một cái bì thư. Ở bên trong cái bì thư là một cái USB. Khi ông ta xem đi, rồi hãy nói chuyện với tôi. Không biết có chuyện gì xảy ra với con trai tôi không? Sao nó không chịu nghe máy? Ngoài số điện thoại đó ra, bác còn nhớ số điện thoại của ai không? Bác bắt nó đi không bấm chưa? Con dâu tôi. Tôi chỉ nhớ có số của hai vợ chồng nó thôi. Con bấm chưa? Cháu bấm giùm bác số 0909. Ủa, má hả? Má gọi số điện thoại của ai mà lạ quá vậy má? Con à, chuyện dài lắm, má cũng không biết nói sao nữa. Bây giờ má sợ lắm. Má bình tĩnh, từ từ nói cho con biết. Có chuyện gì xảy ra với má vậy? Giờ má đang ở đâu? Hình như má đang ở trạm xe buýt ở quận 3. Má làm gì mà xuống tuốt dưới đó vậy? Má bị người ta bắt đi. Trời ơi, má bị người ta bắt cóc hả? Kim Ngân, con đừng lo cho má. Má không sao đâu. Má sẽ tự đón xe buýt đi về nhà. Con coi liên lạc với chồng con đi. Chắc chắn có chuyện gì xảy ra với nó rồi. Má gọi hoài mà nó không bắt máy. Chuyện gì vậy con? Nội, chút nữa con nói nội nghe. Giờ con phải gọi điện thoại cho anh Đại đây. Tôi biết trước là sẽ có ngày này, nên tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Nếu như ông giết tôi chết, lập tức con gái của ông sẽ nhận được một cái USB như thế này. Trong đó tôi sẽ kể tỉ mỉ từng chi tiết một về những tội ác mà ông đã gây ra. Khốn kiếp! Em gái của tôi. Sao anh không bắt máy vậy? Làm ơn trả lời em đi anh. Nội, ba con đâu rồi nội? Hình như ba con đang nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc. Dạ. Kìa, Ngân à. Sao nhà này kỳ vậy? Sao ngày nào cũng có chuyện vậy? Trời ơi, chắc điên với cái nhà này quá à. Ba. Chuyện gì vậy con? Ba ơi, lại xảy ra chuyện nữa rồi. Từ từ nói ba nghe là chuyện gì. Má chồng con mới điện thoại cho con. Bà nói con được con mất, nên con không hiểu rõ lắm. Hình như má chồng con bị người ta bắt cóc rồi. Trời ơi, lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Bà ấy già rồi, nhà lại nghèo, người ta bắt bà làm gì? Thật sự con không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng má chồng con nói đừng có lo, má chồng con không sao. Giờ người đáng lo nhất là chồng của con bà. Thằng Đại làm sao nữa? Điện thoại chồng con không liên lạc được. Má chồng con và con đã liên lạc nhiều lần rồi. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra với chồng con rồi. Ba ơi, ba mau nghĩ cách đi ba. Con bình tĩnh đi. Để ba thử liên lạc với thư ký bên công ty HGS, coi có họp hành gì không. Alo.
Alo, cho tôi hỏi có phó giám đốc Quang Đại ở đó không? Sáng nay ở bên đó có họp hành gì không? Tôi biết rồi. Được rồi. Bên đó báo là sáng giờ chồng con chưa tới công ty. Ok, Ngân à, Ngân, có sao không con? Tại sao mọi chuyện cứ xảy ra liên tiếp như vậy? Chồng con có chuyện gì nữa? Sao mà con sống nổi? Ba trông chừng Kim Ngân, con phải ra ngoài giải quyết chuyện này. Ba ơi, ba nhớ cứu chồng con nha ba. Không có anh ấy con sống không nổi đâu ba. Con hết sức chịu đựng rồi. Con hãy cố gắng giải quyết mọi chuyện cho ổn. Đừng để con bé phải chịu nhiều chuyện như vậy. Nó chịu không nổi đâu. Cái chết của mày đã được định đoạt. Mày dùng chiêu gì mà ông ấy lại chịu đàm phán với mày vậy? Tao có một lá bùa hộ mệnh. Dạ chủ. Con chào ba. Cảm ơn ba đã bỏ chút thời gian tới đây với con. Mày đừng có vội ngạo mạn như vậy. Tao sẽ giết chết mày ngay lúc này. Nếu đổi cái mạng này để trả thù cho cái chết của em gái tôi và cháu tôi thì cũng đáng. Và nếu cái chết của tôi có thể dạy trừ được tội lỗi không? Và đứa con gái cưng để cô ta biết rõ bộ mặt thật của người cha như không mà cô ta từng thần tưởng thì cũng đáng. Ông ra tay đi. Ra ngoài, tao cần nói chuyện riêng. Dạ, dạ. Đi tụi bay. Thằng này nó cao cơ thiệt ha. Nó có thể lật ngược dáng cờ sinh tử trong giây lát. Mày cầm dạ. Cái miệng mày lại. Ổng mới nghe được là mày vô thế chỗ thằng kia nghe mày. Dạ dạ. Tôi biết ông có thể bất chấp cả thế giới này nghĩ gì về ông. Nhưng điều ông lo sợ nhất là sự coi thường, khinh bỉ của đứa con gái mà ông hết lòng thương yêu và nâng niu như báu vật. Nếu như một ngày nào đó của công chúa Kim Ngân phát hiện ra cái lâu đài mà ông đang xây dựng sự dối trá, độc ác và bằng thủ đoạn đê tiện nhất, thì cô công chúa ấy sẽ ra sao? Ngã gục hả? Nhìn cha mình bằng ánh mắt căm thù. Đủ rồi, câm miệng lại. Tao giết mày. Tao giết mày. Sao cùng ai nhấc máy hết vậy? Mọi người làm sao vậy? Con à, từ từ đi con. Chờ có ba con tới công ty coi có liên lạc được với chồng con không, rồi mới gọi cho con được chứ. Là số điện thoại bàn của má chồng con. Má hả? Con này má. Má vừa về tới nhà, con đã liên lạc được với chồng con chưa? Má thấy lo quá à. Người má bây giờ muốn rụng chân tay, đứng không vững nữa. Con vẫn chưa điện thoại được cho ảnh. Ba con đang đi tìm ảnh. Má, má cứ bình tĩnh nha má. Con sẽ chạy qua má liền đây.
nội con phải chạy qua nhà má chồng con liền. Con lo cho bà nội của thằng cu tít quá à. Con đừng có lái xe nghe, tinh thần của con không tốt đâu. Con đi taxi đi. Dạ con biết rồi. Nội cứ nhà canh chừng, có thông tin gì nội báo cho con biết nha nội. Ờ được rồi. Dạ. Con giết mày. Đại ca, rốt cuộc ông ta muốn nó sống có hay là chết vậy đại ca? Không, tao sẽ giết chết mày. Làm sao tao biết được mà mày hỏi tao? Muốn đối đầu với tao hả? Nếu ông giết chết nó kiểu này thì dấu vân tay ông sẽ đối với tao chứ gì. Trước sau gì công an cũng điều tra ra mình. Tao sẽ cho giờ mày làm sao hay đại ca? Tao sẽ cho mày chết. Tao giết mày. Đại ca, đại ca dừng tay lại. Đại ca có chuyện gì? Đại ca, nếu anh muốn nó chết cứ nói với em một tiếng em xử liền, không cần anh ra tay liên lụy sau này. Tao muốn tự tay giết chết thằng khốn nạn này. Mày lẻn vào nhà tao, giờ còn định phá hoại tình cảm của cha con tao sao? Là ông ép tôi trước, ông hại em gái tôi chết thê thảm. Tôi chỉ muốn trả thù cho Mộng Điệp. Là tự cô ta đưa đầu vào thòng lọng, tham vọng để giết chết đứa con gái đó, chứ không phải là tao. Nó chỉ là một đứa con gái non nớt, nó đã rơi vào bẫy của ông. Hận thù ân oán của cha con ông thì liên quan gì tới em gái của tôi? Tại sao, tại sao các người lôi nó vào cuộc? Sao các người ép nó vào một cái chết trẻ như vậy hả? Đại ca, bớt nóng đi đại ca. Đại ca nghe em nói nè. Anh nghe em nói nè, anh nên bình tĩnh lại. Giờ anh muốn xử lý nó ra sao? Nói nhanh gọn em làm liền, chứ để dây dưa lỡ người khác phát hiện thì sao? Không chừng má nó đi báo công an rồi. Đại ca suy nghĩ đi. Nó đang nắm giữ nhiều bí mật cá nhân của tôi. Nếu để con gái tôi biết, tôi sợ con bé sẽ chịu đựng không nổi. Tôi có thể hủy hoại cả thế giới này, nhưng tôi chỉ sợ nhất là làm tổn thương con bé. Vậy anh quyết định để cho nó sống, liệu nó có khai ra mình không? Để tôi xử lý chuyện này. Được, tao nghe đây. Bây giờ mày muốn gì? Tôi không hề sợ chết, nhưng tôi cũng rất muốn sống để phụng dưỡng mẹ già và lo cho con trai của tôi. Giữa tôi với ông sẽ có một sự trao đổi song phẳng. Nếu như ông để cho tôi yên thì coi như mọi việc chấm dứt từ đây, và Kim Ngân sẽ không bao giờ biết được chuyện này. Làm sao tao tin mày cho được? Chính là cái mạng của tôi. Ông đang nắm cái mạng của tôi mà. Mày lấy ngay cái USB mà mày đã gửi cho ai đó, đem về nộp lại cho tao. Chuyện đó không thành vấn đề. Ít ra trước mặt Kim Ngân, chúng ta cũng nên sống hòa thuận với nhau. Mày nghe cho kỹ lời tao nói, nếu mày dám giở trò, tao sẽ giết không tha. Tạm thời tao tha cái mạng chó cho mày đó. Cảm ơn, cảm ơn ba nhiều lắm. Đừng bao giờ để tao nhìn thấy cái mặt sất láo của mày một lần nữa. Đừng chọc tức tao, mày sẽ không có kết quả tốt đâu. Hãy tìm cách trả lời cho Kim Ngân yên tâm. Nếu như mày muốn tồn tại trên đời này, alo, bà xã hả? Má, ảnh nghe máy rồi má. Anh đang ở đâu vậy? Có chuyện gì xảy ra với anh? Tại sao anh lại không nghe máy vậy? Má với em lo cho anh lắm.
ba đang khóc hết nước mắt nè. Em đang ở bên nhà má hả? Dạ, em vừa chạy qua. Hình như sáng nay má bị người ta bắt cóc đó. Mà tại sao lại thả má về? Còn anh có bị làm sao không? Người ta không bắt cóc má. Người mà họ muốn bắt chính là anh. Trời ơi, người ta bắt cóc hả? Nhưng mà người ta bắt anh làm gì? Giờ anh đang ở đâu vậy? Người ta bắt anh để đòi tiền chuộc. Biết anh là con rể của đại gia mà. Nhưng mà cũng may quá, ba rất là thương anh. Ba đã đem tiền tới chuộc anh rồi. Em yên tâm đi. Trời ơi, sao lại kinh khủng vậy? Ba đang ở đây với anh. Em nói chuyện với ba đi. Ba nghe đây con gái, con yên tâm. Ba đã giải quyết mọi chuyện xong ổn thỏa. Con cảm ơn ba nhiều lắm. Con cảm ơn ba. Con đừng có lo lắng quá. Về nhà đi con. Dạ, con biết rồi ba. Một thỏa thuận, một cam kết miệng giữa tao và mày tại đây. Tao sẽ để cho mày yên nếu như mày biết ngậm miệng lại. Nếu như mày dám phá vỡ nguyên tắc này, tao sẽ lấy mạng mày trong tích tắc. Tha cho nó hả anh? Tạm thời là vậy đi, từ từ tôi sẽ tính cách khác. Cảm ơn lá bùa hộ mệnh. Ông không dễ gì đụng tới tôi đâu. Má, thì ra bọn bắt cóc chỉ dàn cảnh thôi. Người bọn chúng muốn bắt cóc là chồng con. Nó đòi bao nhiêu vậy con? Tính mạng của thằng Đại bây giờ ra sao rồi con? Má à, má đừng lo. Bà còn đã tới gặp tụi nó và trả tiền rồi. Anh Đại không sao đâu. Trời Phật đã che chở cho thằng Đại. Má mang ơn anh xui nhiều lắm. Làm sao mà má trả nổi đây? Má đừng nghĩ ngợi gì hết. Giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi. Má nghỉ ngơi đi ha. À, hay con pha cho má ly sữa nha. Con không cần lo gì cho má đâu. Con đi về coi chồng con có sao không? Tụi nó bắt cóc có hành hung gì nó không? Đi đi con. Có gì thì báo cho má biết liền nghe. Dạ. Vậy con chạy về nha má. Ừ. Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng, mai con với chồng con sẽ qua thăm má. Ừ. Cảm ơn con nhiều lắm Kim Ngân. Má nghỉ ngơi đi, con về nha. Ừ. Cái thằng thiệt có phước, lấy được con vợ nhân hậu biết trên biết dưới. Sau này mà con đối xử không tốt với Kim Ngân thì con đừng có trách má. Sao tụi nó khốn nạn quá vậy? Đáng anh không tiếc tay. Hay là em đưa anh vô bệnh viện nha? Phải đó Đại. Để nội và vợ con đưa con vô bệnh viện kiểm tra. Biết đâu con bị nội thương bên trong thì sao? Con không sao đâu. Anh giữ được cái mạng quay về là tốt lắm rồi. Con cũng không muốn vào bệnh viện. Công an mà biết được thì rắc rối lắm nội à. Tụi này giả man quá. Chỉ là tiền thôi mà, đâu có cần phải đánh anh ra nông nổi như vậy đâu. Dựng một màn kịch bắt cóc công phu, đòi tiền chuộc 500 triệu. Nội thiệt tình không hiểu chuyện này ra sao. Cũng may là ba con có tiền mặt, nếu không thì tính mạng của anh Đại chắc không còn đâu. Anh thấy ba thương anh nhiều chưa? Sau này anh nhớ sống tử tế và nghe lời ba nha. Ba em là người tốt, tốt nhất trần gian này mà anh biết.
Dạ con nghe nè ba. Sao giờ này con chưa về? Ba đi ngủ đi. Đêm nay con sẽ không về đâu. Đầu óc con căng thẳng quá. Con ra ngoài một đêm. Thôi được rồi. Con có làm gì thì cũng phải ráng lo cho sức khỏe. Cái nhà này á, con là trụ cột, con có biết không? Dạ. Chào ba. Lâu lắm rồi anh mới gặp em. Em nhớ anh, nhưng không biết phải làm sao mới gặp. Có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. Anh không còn thời gian dành riêng cho mình. Em biết chứ. Cho nên em đâu có dám làm phiền anh đâu. Chỉ cần anh nhớ đến em là đủ rồi. Anh bị stress, căng thẳng vô cùng. Bây giờ em làm gì để anh cảm thấy thoải mái đi? Mẹ. Mẹ kìa mẹ. Mẹ ơi mở cửa ra đi mẹ ơi. Mẹ ghét con. Ghét ba đến vậy sao hả mẹ? Mẹ về nhà đi mẹ. Con cần mẹ. Mẹ ơi, nhà mình bây giờ lạnh lẽo lắm, không có bàn tay chăm sóc của mẹ, mọi thứ trở nên tồi tệ. Nhiều chuyện xảy ra, con không sao chống chọi được. Mẹ ơi, mẹ về với con đi. Con nhớ mẹ lắm. Con với bà về đi. Mẹ không về đâu. Mẹ, mẹ, mẹ mở cửa ra đi. Bà muốn gặp mẹ đó. Bà muốn nói chuyện với mẹ. Mẹ không thể nói chuyện với ông mấy lúc này được. Con hãy hiểu cho mẹ. Tại sao vậy chứ mẹ? Có chuyện gì xảy ra giữa ba mẹ mà tại sao con không được biết? Tại sao mẹ không nhìn mặt ba? Mẹ không thể nói cho con nghe vào lúc này được. Con thương mẹ thì đừng có tra hỏi gì nữa hết. Con về đi. Lần sau con đưa cô Tít lên thăm mẹ, rồi mẹ con mình nói chuyện. Đừng ép buộc mẹ thí chủ. Cả thể xác lẫn tinh thần của bãi mệt mỏi rất nhiều. Thí chủ hãy hiểu và thông cảm cho mẹ thí chủ. Con nhờ sư chăm sóc cho mẹ con. Chưa bao giờ con thấy mẹ con suy sụp như lúc này. Dạ, con nghe lời sư, con nghe lời mẹ con. Con về đây. Thí chủ là một đứa con hiếu thảo, trời Phật sẽ phù hộ cho thí chủ.
Mẹ ơi, con về đây. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Rồi mấy ngày nữa con sẽ đưa cháu lên thăm mẹ. 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 Mẹ ơi. Con rồi. Vậy anh gọi điện thì anh nghe máy đi. Em làm đây lâu chưa? Ghê cô đi. Anh á, đi chơi khuya như vậy mà không sợ gấu mẹ vĩ đại ở nhà hả? Có gì đâu. Anh ghét gì căn nhà đâu. Mày nói đúng hả? Là anh sợ. Em á, em nghe nói anh ở biệt thự mà xuống tới mồ à. Em á, em ở phòng trọ, chỉ mong có một căn nhà cấp 4 thôi mà không được nữa. Không. Căn nhà đó nhìn bề ngoài thì như một tòa lâu đài, nhưng những gì ở bên trong là cả một địa ngục. Anh không thích gì căn nhà đó. Thôi, mọi người vô đi. 100% nha mọi người ơi. Vô. Vô. Vô nha. Gì cô ấy vậy? Nhật Linh nhìn thấy mình như là thấy quỷ dữ. Tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao? Sao giờ này anh còn chưa chịu về nhà? Lỡ có chuyện gì xảy ra với anh thì sao? Dạo gần đây ba con cư xử khá kỳ cục. Ba dường như tìm mọi cách để ra khỏi nhà. Ngày nào ba con cũng say hết. Việc tồi tệ nhất cứ tấn công mẹ. Mẹ không biết mình sẽ trụ vững được bao lâu nữa con à.
có một gia đình hạnh phúc, một người vợ mình yêu nhất trên đời và những đứa con cưng. Nhưng tại vì ai, vì đâu mà gia đình này đã biến thành địa ngục như ngày hôm nay chứ? Cuối đời mình chỉ mong thấy con cháu sống vui vẻ hạnh phúc, mà giờ đây thấy gì? Một cuộc chiến âm thầm đang hủy hoại cả căn nhà này. Không thể cứ tiến thoái lưỡng nan như vậy được. Cầm cự nhưng cuối cùng cũng vẫn không giải quyết được cái gì. Vậy tổng giám đốc có quyết sách gì? Tôi quyết định bán bớt một số cổ phần của MT Bank. Cậu giúp tôi lo việc này. Dạ. Phải giải quyết dứt điểm một số nợ nần dây dưa như vậy hoài khiến tôi rất là mệt mỏi. Cổ phiếu liên tục sụt giảm, số tiền mà tổng giám đốc thua lỗ cán ngưỡng ngàn tỷ, bất động sản thì đang đóng băng. Xem ra chúng ta không còn cách nào để gỡ được nữa rồi. Sai lầm lớn nhất của tôi là đầu tư vào bất động sản. Với những dự án lớn, giờ hầu như tất cả các dự án đều tê liệt, tiền huy động vốn từ các công ty con. Tôi trút vào những phi vụ này không ít. Số cổ phần mà tổng giám đốc đang nắm giữ ở MT Bank tầm khoảng 70%. Nếu như bán thì bán ra khoảng bao nhiêu? 30%. Bao nhiêu đó tôi mới có thể giải dây một số nợ được. Tình hình kinh tế thế giới đang suy thoái trầm trọng, khiến chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Nhưng khi chúng ta chạm đáy sẽ có một đường đi lên, giống như biểu đồ hình xin. Và tổng số tài sản mà tổng giám đốc đang nắm giữ và các dự án bất động sản là rất lớn. Khi nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng khả quan thì tổng giám đốc sẽ thu hồi lại vốn nhanh thôi. Tôi cũng hy vọng là vậy. Vào đi. Tôi xin phép ra ngoài làm việc. Ừ. Chào anh. Chào anh. Dạ, ba gọi con tới gấp, có chuyện gì không? Cậu ngồi đi. Dạ. Cô Tiết, con nhớ mẹ. Bạn nhớ con lắm. Dạ, con chào ba. Ba có khỏe không? Ba khỏe. Sao con ốm quá vậy Linh? Dạ, hôm nay con đỡ nhiều rồi. Mẹ con bị suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh. Tháng trước mẹ con còn đi đứng không vững nữa đó nội. À mẹ, con đem đồ vào cúng dường cho chùa nha mẹ. Để con ra xe lấy. Ừ. Con đưa ba đi chào sư bà đi con. Dạ, sư bà nhập thất ngày hôm qua, một tuần thì mới ra thất. Vậy hả? Dạ. Con mời ba ra sau nhà khách của chùa uống trà. Hai cha con mình ra kia nói chuyện được rồi con, không cần đứt nô gì đâu. Dạ. Cô Tít ơi, lại đây chơi với mẹ nè, để cho bà ngoại và cố nói chuyện con. Lại đây con, nhanh lên. Cô Tít nghe lời mẹ, lát bà hái ổi cho con ăn nha. Dạ. Cô Tít của mẹ ngoan ghê á. Dạ, con mời ba. Linh à, về nhà đi con. Ủa con tính ở luôn trong chùa sao con? Tôi và cậu đang cố chịu đựng lẫn nhau để mà sống. Là kẻ thù phải ở chung một nhà chẳng dễ chịu gì đâu. Tôi và cậu đã có một cam kết ngầm. Vì con gái, tôi đã nhường cậu một bước. Tôi để cho cậu sống chỉ vì muốn bảo vệ cho con gái của tôi. Tôi không muốn nó bị tổn thương. Tôi muốn nó có một cuộc sống vui vẻ. Nhưng cậu đã làm gì nó? Vợ chồng con vẫn bình thường mà ba. Cậu nói láo.
Tôi đã nhìn thấy tất cả. Cậu bỏ bê con gái tôi, ra ngoài ăn chơi đàn đúm. Nó đã buồn vì chuyện gia đình. Cậu không an ủi chăm sóc nó, còn làm cho nó tổn thương sao? Con gái ông đang trả nợ cho cha đó. Ông biết không? Cậu dám nhìn tôi với ánh mắt như vậy sao? Con xin lỗi ba, là con sai rồi. Con sẽ sửa. Cậu đừng có ép tôi vào con đường cùng. Nếu muốn tôi làm ngơ để cho cậu sống yên ổn, thì nhớ phải đối xử tốt với con gái tôi. Nếu tôi còn thấy nó khóc, thì cậu đừng có trách tôi. Dạ. Tôi cũng hiểu. Cậu là thằng ghê gớm. Cái USB cậu giao nộp cho tôi chẳng có nghĩa lý gì. Cậu có thể làm hàng trăm cái như vậy. Cậu nghĩ là có thể dễ dàng uy hiếp tôi vậy sao? Dạ, thực sự là con không dám. Tôi nhắc cho cậu nhớ. Cậu đừng có đưa cái bộ mặt đạo đức giả của cậu với tôi nữa. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối. Ra ngoài đi! Dạ thưa ba. Chén sành chọi với chén kiểu, coi cái nào lỗ. Con biết con có lỗi với ba, có lỗi với cả nhà. Con đã không làm tròn bổn phận của một đứa con dâu, một người vợ. Dạ hơn hết là trách nhiệm của một người mẹ. Không ai trách con đâu, nhưng con không thể sống như vậy được. Con còn gia đình, con còn con cái, sao con bỏ đi tu được? Con thật sự bế tắc. Con suy nghĩ rất nhiều, nhưng không tìm ra con đường nào để đi. Ba biết con nghĩ những gì. Linh à, lòng bàn tay cũng là thịt, mà mu bàn tay cũng là thịt con à. Thành Thiên là con của con, chẳng lẽ Kim Ngân không phải sao con? Con có thấy con bé tội nghiệp lắm không? Nó mỏng manh như pha lê vậy. Vợ chồng con đã tạo cho nó một thế giới màu hồng, sao bây giờ lại để cho con bé một mình gánh chịu liên tiếp những cú sốc kinh hoàng như vậy chứ? Con biết là con có lỗi với Kim Ngân. Lẽ ra con phải ở bên cạnh con bé trong lúc này. Con xin ba, con xin ba hãy hiểu cho con. Con không thể quay về nhà. Căn nhà đó ám ảnh con với những điều tồi tệ nhất. Con không thể sống đầy đủ, vui vẻ khi con không biết là bây giờ con trai của mình đang ở đâu, nó còn sống hay đã chết. Ba hiểu cảm giác của con. Ba cũng rất nhớ Thành Thiên, nhưng bây giờ nó vẫn bặt tâm là một điều khó hiểu. Ba nói ra điều này có thể là tổn thương con, nhưng ba biết vì sao con dành cho Thành Thiên nhiều tình thương hơn. Ba, con đừng nói gì hết. Ba là người biết tất cả mọi chuyện ngay từ đầu. Con biết không, cảm giác của ba lúc đó đắng lắm. Thằng cháu đích tôn duy nhất dòng họ, không phải là máu mủ của nhà này. Ba,
Là con có tội với dòng họ nhà mình. Con xin lỗi ba. Xin ba tha tội cho con. Con đứng lên đi. Bao năm qua, ba không nói ra. Không có nghĩa là ba không biết. Ba cũng không phải là người cao thượng hay thần thánh gì đâu con ạ. Ba cũng không dễ gì vượt qua chuyện này. Trước khi chết, má còn đã kể hết cho ba nghe. Má còn là người khó khăn, ghét con tới như vậy. Mà đến lúc cuối đời, bà đã cảm động vì sự nhân hậu và chân tình của con, mà đã yêu thương và tha thứ. Vậy thì tại sao ba không thể làm được hả con? Con không biết phải nói gì với sự bao dung và rộng lượng của ba dành cho con. Con cảm thấy hổ thẹn với bản thân vô cùng. Con à, ai cũng có nỗi khổ riêng ở trong lòng. Điều quan trọng là chúng ta xử lý nó như thế nào. Tha thứ, bao dung cho người cũng chính là cho mình một cơ hội. Ba biết con trai của ba nó đi quá xa. Chính nó đã đẩy cả nhà vào tình cảnh trớ trêu như vậy. Ba lo lắm. Không biết có còn chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa không. Ba, con đã từng cầu xin chồng con dừng tay lại, nhưng nỗi hận trong lòng đã khiến cho anh ấy ngày càng mù quáng hơn. Tạo nghiệp thì phải gánh nghiệp. Còn giờ đây chỉ biết đọc kinh niệm Phật, cầu xin cho con cái được bình an, cho chồng con giảm bớt nghiệp chướng mà anh ấy đã gây ra. Mô Phật, lần nào thí chủ tới đây cũng đem đồ cúng dường nhiều quá. Sư tán thán công đức của thí chủ. Dạ, con cũng chỉ cúng dường một ít đồ chay, đâu có gì là nhiều. Con cũng nhờ mấy sư cô chăm sóc cho mẹ con trong thời gian này. Thí chủ yên tâm, mẹ thí chủ là người rất tốt, tinh tấn trong sự tu học. Ở đây ai cũng yêu mến bà. Thôi, hai mẹ con ra hậu liêu nói chuyện với bà đi. Dạ, con xin phép. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cô xưa bà con về. Ngoài. Bà thương, qua đây đi con. Mẹ, ông nội, hai người đừng có khóc nữa. Con rất là mong mẹ quay về nhà, nhưng mẹ cứ từ từ mà suy nghĩ nha mẹ. Con sẽ không ép mẹ nữa. Mẹ cứ sống sao mẹ cảm thấy thoải mái là được. Kim Ngân, có lẽ bây giờ con là người mạnh mẽ nhất nhà. Con thay đổi rất nhiều đó. Trước kia con luôn đòi hỏi mọi người phải sống vì con. Con muốn gì là phải được cái đó. Nhưng giờ thì con hiểu ra một điều. Mình phải vì mọi người. Chỉ cần cả nhà mình có thể sống vui vẻ được như xưa, thì muốn con làm gì cũng được hết. Chào anh, mời anh ngồi. Dạ, xin mời. Cảm ơn anh đã dành chút thời gian đến gặp tôi. Đã nhiều lần nói chuyện qua điện thoại, hôm nay mới được diện kiến không?
Tôi rất là hân hạnh. Chúc mừng sức khỏe. Mừng cuộc gặp mặt của chúng ta. Mời anh. Mời ông. Đã nói chuyện với ông nhiều lần, nhưng tôi vẫn chưa biết quý danh của ông. Anh hãy đặt cho tôi một cái tên. Ông có vẻ bí ẩn. Nhìn phong thái của ông, tôi có thể đoán ông là một Việt kiều. Chắc ông đã định cư ở nước ngoài lâu rồi. Anh quả là có con mắt tinh tường. Tôi đã rời Việt Nam được 30 năm. Hiện tôi đang sống ở Mỹ. Việc mà ông bàn với tôi qua điện thoại là nghiêm túc chứ? Ông muốn thu mua lại những cổ phần đang bán ra của em Tì Băng. Anh nhìn tôi giống người rảnh rỗi dẫn chơi không? Dạ không. Ý tôi không phải vậy. Hay là anh không tin là tôi có đủ lực để thu gom số cổ phần trong MT Bank? Ông có thể cho tôi hỏi một câu được không? Anh cứ nói. Vì sao ông có hứng thú với MT Bank? Có lẽ trước khi ông bỏ tiền ra đầu tư một khoản lớn như vậy, thì ông đã có thời gian điều tra về tình hình của ngân hàng này. Tôi biết, và biết rất rõ. MT Bank hiện tại hoạt động tín dụng kém hiệu quả, nợ xấu phát sinh cao, chủ yếu cho các hạng mục cho vay bất động sản với các hạng mục mang tính đầu cơ, cùng với khó khăn trong việc trả nợ vay của các doanh nghiệp khách hàng, khiến dòng luân chuyển về vốn của ngân hàng chậm lại, nếu không nói là nguy cơ mất vốn rất cao. Ông Âm hiểu khá tin tưởng về MT Bank. Tôi xin phép mạo muội hỏi ông thêm một câu. Vì sao ông vẫn đầu tư mua lại cổ phần ở đây? Tôi chưa thể nói rõ mục đích của tôi. Lúc này cho anh biết được. Vậy tôi sẽ được gì nếu như tôi giúp ông thu mua lại số cổ phần đó? Phần trăm hoa hồng không hề nhỏ cho anh. Đương nhiên là tôi sẽ giúp ông, nếu như phi vụ này đem lại cho tôi một chút lợi nhuận. Nhưng mà tôi vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm. Làm công lâu ngày cho một người, anh có thấy chán không? Ông nói như vậy là có ý gì? Tôi biết anh là con rể của tổng giám đốc MT Bank, nhưng tôi vẫn giao dịch với anh. Có nghĩa là tôi đã hiểu khá rõ về anh. Anh cứ cầm lấy. Tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào anh. Mọi thắc mắc của anh từ từ sẽ có câu giải đáp. Tôi tin chắc một điều, anh sẽ rất hài lòng khi hợp tác với tôi. Ông dám tin tưởng giao cho tôi số tiền này? Khi cần, tôi biết phải tìm anh ở đâu. Lùi đi đâu về vậy? Em đi đổ rác. Nhà gì vắng như chùa Bà Đanh, vắng quê à. Mấy người đàn ông trong ngôi nhà này đi đâu hết rồi? Mọi thứ thay đổi nhanh quá. Nhiều lúc em cứ nghĩ hình như mình đang ở một căn nhà khác. Trước đây không khí rất là vui vẻ, đầm ấm. Còn bây giờ... Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Mọi người cứ như người xa lạ vậy. Sáng thì đi, tới khuya mới về. Những người đàn ông này, họ ra đường để làm gì? Cô ba cũng nên ra ngoài một chút. Từ ngày bà đi, cậu hai mất tích. Cô cũng tự giam mình trong nhà suốt. Còn vui thú gì ra ngoài ăn với chơi nữa? Trong khi gia đình mình thì gần như là tan nát. Lụa à, chắc tôi phải ra ngoài một chút. Nếu không, chắc tôi sẽ phát điên lên mất. Vô. Rồi, xin mời. Mời mấy anh. Rồi, mời em. Cạn nhé. Ăn đi em. Ừ. Đây. Dạ. Ừ. Dạ. Anh gấp cho anh nha.
Alo. Chiều nay anh về sớm đón con giùm em được không? Anh đang bận lắm, không về được đâu. Em tính đi đâu hả? Em định ra ngoài với mấy đứa bạn một chút. Lâu lắm rồi em không có ra ngoài với tụi nó. Đứa nào cũng trách em hết. Ừ, em nên ra ngoài giao du với bạn bè đi. Chứ em ở nhà hoài, nhìn em á không có sức sống. Em sẽ đón con rồi cho nó qua nội chơi một chút. Ok, em cứ giải quyết mọi chuyện đi. Hết giờ làm việc á, anh còn phải đi tiếp khách hàng nữa. Khuya lắm anh mới về được. Ok, bye em. Hay quá bạn ơi. Vô đi. Vô. Mời em. Dạ. Cảm ơn em. Phải công nhận nha, anh đại tài thiệt luôn á. Lừa vợ á như hàng tiền đạo, lừa banh sút vào lưới gì đó. Đã vào rồi thì sút trái nào xa lưới trái đó. Phải rồi. Hay lắm. Anh tài thiệt á. Nè, cảm ơn anh. Các bạn đây, kém. Của em đây. Rồi. Vô đi. Vô. Ủa, tụi mày đang ngồi quán cà phê nào vậy? Chờ mày lâu quá, tụi tao đổi địa điểm rồi. Đói bụng quá nên rủ đi ăn. Tao còn phải đi đón con, rồi đem qua bà nội gửi mới đi được. Giờ tụi mày đang ở đâu? Đọc địa chỉ đi. Rồi, ok, tao tới liền ha. Lâu quá không gặp, dạo này lặng kỹ dữ ta. Dạo này con người ta ngoan lắm, chuẩn bị nhận giải vợ hiền dâu thỏ cấp thành phố mà. Ừ. Dạo này nhà tao có việc thiệt mà, nên nó không có đi chung với mọi người được. Tụi tao gọi mấy món rồi, mày ăn gì gọi thêm đi nha. À. Ê, mày làm gì như người mất hồn vậy? Bộ có hẹn với ai nữa hả? Không có. À, mà mày vừa nói gì vậy? Thì tao nói á, mày thích ăn gì thì gọi thêm đi. Không cần đâu, ăn gì cũng được, cứ từ từ đi, ha. Ừ. Ngon ghê ha. Ừ. Lâu quá không gặp, tất cả cùng vô 100% luôn nha. Vô. Ừ. Yeah. Mọi người uống nha. Tao vô toilet một chút xíu, ha. Ok. Ừ. Dạo này, tao thấy con Ngân thay đổi quá. Không còn như lúc trước nữa. Mà tôi thấy nó cứ lo ra làm sao á. Ừ, nghe nó nói là nhà nó có việc gì đó, mà nó không chịu tâm sự với mình cũng không biết làm sao luôn. Vô đi. Vô. 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 Chị ơi, chị có sao không? Ờ, tôi không sao, cảm ơn chị. Dạ, chị có cần em đưa chị vào toilet đằng kia không? Không cần đâu, cảm ơn chị. Dạ. Anh. Kim Ngân. Gì vậy? Kim Ngân. Ba ăn đi. Ba ăn cơm đi ba.
Sao lại như vậy chứ? Cái bàn ăn này ngày xưa đầy ắp tiếng cười mà. Ba không còn sống bao lâu đâu. Ba chỉ muốn trước khi nhắm mắt, ba được nhìn thấy cảnh gia đình mình sống đoàn tụ vui vẻ. Hay là con mua vé cho ba ra nước ngoài đi du lịch cho khoái khoả. Làm sao ba có thể bỏ đi lúc này được hả con? Con nhìn đi, nhà chỉ còn lại có mấy người. Ba tội nghiệp nhất là Kim Ngân, nó cứ tù tù ở nhà một mình. Con với thằng Đại còn có công việc đi ra ngoài. Con cũng muốn Kim Ngân vào công ty để làm việc, nhưng con nó còn nhỏ quá phải đưa đón. Trong thời điểm này Kim Ngân nó không có tâm trạng ra ngoài đi làm đâu. Nó phải lo cho mẹ đó, lo cho anh hai nó nhiều lắm. Kim Ngân, con sao vậy? Kim Ngân, Kim Ngân, Kim Ngân, Kim Ngân à, Kim Ngân, Kim Ngân, Kim Ngân, Kim Ngân à, con sao vậy? Kim Ngân, có chuyện gì nói cho ba nghe đi, mở cửa ra đi con. Có chuyện gì cứ việc mở cửa ra đi con, đừng làm cho đổ với ba con lo lắng. Con chào ông nội, con chào bác. Con là Trúc Ly, bạn của Kim Ngân phải không? Dạ phải. Con vừa đi chung với Kim Ngân phải không? Dạ. Đã có chuyện gì xảy ra với Kim Ngân vậy? Nó về nhà vừa khóc vừa chạy lên phòng đóng cửa. Bác gọi nãy giờ nó không mở. Dạ. Còn mau nói cho bác nghe đi, có chuyện gì xảy ra với Kim Ngân vậy? Dạ, tụi con rủ Kim Ngân tới nhà hàng ăn, thì vô tình Ngân thấy anh Đại đang ôm với cô tiếp viên. Khốn kiếp! Cậu về nhà ngay cho tôi. Ăn đi con. Ở mình nó đâu có muốn ăn giờ ráng à. Con ráng ăn vài muỗng cơm thôi, rồi lát nữa ba mẹ con về á, nội nói mua gà ráng cho con ăn nha. Chừng nào ba mẹ mới tới rước con vậy? Chắc chút nữa xong việc ba mẹ con tới rước con liền hà. Nè, ăn đi con. Con không ăn cơm nữa đâu, con muốn sữa à. Được rồi, vậy con chờ nội chút ha. Nội xuống lấy sữa cho con uống nha. Mày đừng có khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi kìa. Tại sao vậy? Sao lại nhẫn tâm đối xử tệ với tao như vậy? Ai biểu mày ham lấy chồng sớm làm gì, giờ thấy khổ chưa? Như tao vậy nè, cứ phay phay mà ăn chơi, chẳng phiền hà tới ai. Từ ba cũng mới về. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ làm khổ con gái tôi. Tôi sẽ không tha cho cậu. Cậu muốn đấu với tôi phải không? Bình tĩnh con, bình tĩnh con. Có gì từ từ nói con. Kìa. Đại, Đại à, con có sao, con có sao không? Đại đứng lên đi, đứng lên đi. Đại đứng lên đi con. Có chuyện gì từ từ nói đi con. Nè, đi vô nhà nghỉ đi. Thôi đi con, hình như nó say rồi, có gì mai nói sau đi. Thôi tôi về nha, có gì ngày mai gọi cho tao.
Sao anh lại đối xử với Kim Ngân như vậy? Anh thật là quá đáng. Đến cô mà cũng lên tiếng dạy đời tôi nè. Tôi không có ý dạy dỗ anh. Tôi muốn nhắc cho anh nhớ, để có một gia đình như vậy không có dễ đâu. Anh nên biết giữ gìn nó. Em hả dạ chưa? Ba mới vừa quýnh anh xong nè. Đàn ông mà, ra đường giao du công việc, uống bia tiếp khách là chuyện bình thường thôi. Em như vậy mà em đi ghen với mấy con nhỏ đó sao? Tôi không ghen, nhưng tôi cảm thấy anh kinh tởm. Tại sao anh lại có thể ôm ấp những đứa con gái như vậy chứ? Anh có biết tụi nó qua bao nhiêu tay thằng đàn ông rồi không? Một đại tiểu thư thì không nên ăn nói như vậy. Ghen tuông vớ vẩn là thiếu đẳng cấp. Tôi không ghét anh, tôi không ghét anh. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả? Đúng là đàn bà, cái gì cũng nói được hết. Đi cặp với mấy con đẹp đẽ chân dài á thì cũng lồng lộn, đi với gái quán bà thì coi thường. Mẹ ơi, sao con lại khổ như vậy hả mẹ? Mẹ về với con đi mẹ ơi. Gần đây nghe nói có người thu gom cổ phần của MT Bank với số lượng khá cao. Chắc đây là một đại gia trong ngành tài chính ngân hàng định thu tóm MT Bank đây mà. Ngày hôm qua cũng có người gọi điện hỏi mua cổ phần của tôi, nhưng tôi đâu có ý định bán đâu. Ủa, anh có biết mặt người mua không vậy? Tôi cũng không rõ lắm. Không biết chừng nào người đó mới ra mặt MT Bank đây nữa. Xin mời ông. Một năm qua anh chỉ giao dịch với tôi. Tôi biết là anh có nhiều thắc mắc. Hôm nay ông chủ của tôi muốn gặp mặt anh. Tôi được gặp mặt ông chủ. Ông ấy rất hài lòng về cách làm việc của anh. Thu gom số cổ phần lớn như vậy ở MT Bank không phải là chuyện dễ. Tôi đã làm hết sức có thể. Cái may mắn là tôi nằm ở bên trong nên nắm rõ mọi thông tin nội bộ. Thực sự thì cái khoản quay hồng cũng hấp dẫn tôi. Nhưng điều mà làm tôi thú vị nhất là không biết ai sẽ là đại cổ đông để đấu với tổng giám đốc hiện tại. Thú thật thì lúc đầu nhìn ông, tôi cứ tưởng đâu ông là ông chủ. Không, tôi chỉ là trợ lý thôi. Ông chủ tôi là người rất đặc biệt. Anh gặp rồi sẽ rõ. Tôi thực sự rất căng thẳng. Anh ngồi đó đi, chờ tôi lên báo với ông chủ. Tôi biết rồi. Ông ta là ai? Tại sao phải giấu mặt với mình gần cả năm nay? Mức độ giàu có của ông ta cũng thuộc hàng tỷ phú đô la. Mời anh theo tôi. Anh đã sẵn sàng chưa? Được cẩn thận. Anh vào đi, tôi ở ngoài này.
ba về kìa. Ba về rồi. Ở đây. Con đi học về rồi hả? Ai đón con vậy? Dạ không có đón con. Mẹ bị bệnh rồi không đón được. Ừ. Thưa nội, con mới về. Cảm ơn nội đã rước cô tiếp giùm con. Đại à, bữa nay nội có chuyện muốn nói với con nha. Dạ. Đây, bà nội có gửi vú sữa cho con nè. Vú sữa mà con thích ăn nhất đó. Vô nói cô lụa cắt cho con ăn nha. Dạ. Yeah. Con thích vú sữa lắm. Vậy vô đây, cô rửa sạch rồi cắt cho con ăn nghe. Dạ. Đi. Nội. Nội rất muốn nói chuyện với con, nhưng con đi sớm về khuya thường xuyên, muốn nói cũng không nói được. Dạ, tại vì công việc. Đừng lấy công việc ra mà biện minh với nội. Nội già rồi, nhưng chưa đến mức lẩm cẩm đưa con qua mặt đâu. Đại à, con có thấy mình cư xử tệ với vợ con không? Từ lúc lấy nó, con thừa biết nó là tiểu thơ cành vàng lá ngọc mà. Kim Ngân nó sống vô tư, hạnh phúc. Cho tới gần đây bao nhiêu chuyện xảy ra dồn dập với nó, con là người hiểu rất rõ mà. Dạ. Con biết nó đã chịu nhiều cú sốc từ chính gia đình này. Chuyện anh hai nó mất tích, rồi chuyện mẹ con bỏ đi lên chùa, rồi chuyện ba nó bị người ta ám sát hụt, rồi chuyện con bị bắt cóc. Bao nhiêu đó chưa đủ làm cho nó đau đớn suy sụp sao con? Con là chồng nó, đâu phải khách qua đường. Tại sao con lại không chịu hiểu tâm trạng khổ sở của vợ con? Sao con còn ra ngoài ăn chơi, đi sớm về khuya, lại để cho vợ con nó bắt gặp như vậy? Làm sao mà nó chịu được chứ? Con xin lỗi nội. Con biết là con đã sai rồi. Con xin lỗi nội thì có ích gì? Con đi mà xin lỗi vợ con kìa. Kim Ngân giờ đây nó suy sụp trầm trọng, nhìn nó mà nỗi đau lòng không thể tả. Con bé không có lỗi gì, đừng có trút hận lên đầu nó. Nội biết giữa ba vợ con và con có những mâu thuẫn mà chưa giải quyết được. Nội, nội nói như vậy là nội có ý gì? Nội đã biết chuyện gì rồi sao? Nội không biết cụ thể, nhưng với cặp mắt trải đời của nội, nội có thể nhìn thấu những điều người khác muốn giấu. Cuộc chiến của những người đàn ông trong nhà này bao giờ mới kết thúc? Các người có biết đã làm khổ những phụ nữ trong nhà này nhiều lắm không? Con chưa kết thúc được. Mọi thứ đã bắt đầu lên tới đỉnh điểm. Hãy chờ xem. Con đã suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chưa? Đừng để mình phải hối hận. Dạ, thưa sư bà, con đã quyết định rồi. Cũng đã hơn một năm con ở trong chùa. Con cảm thấy cuộc đời còn lại của mình thích hợp với nơi này. Bây giờ đây, con chỉ muốn được bình an, tụng kinh niệm Phật. Liệu con có tìm thấy sự bình yên chân thực trong tâm hồn con chưa? Hay chỉ là cái vẻ bề ngoài do ngoại cảnh tạo nên cho con? Sư nói đúng, con thật sự chưa tìm thấy được sự bình yên. Điều mà con lo nghĩ là hai đứa con của con. Đứa con trai sống chết như thế nào con cũng không biết, nhưng nếu nó chết rồi
thì phải lo cho nó được mồ yên mã đẹp, con mới yên lòng. Con thấy chưa, nghiệp hồng trần còn chưa dứt thì làm sao con có thể giao duyên nơi cửa Phật được. Bây giờ sư sẽ cho con thêm 3 tháng thử thách. Nếu sau 3 tháng đó mà con vẫn quyết tâm thì lúc đó sư sẽ xuống tóc cho con. Dạ, con cảm ơn sư. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Coi kìa, tội nghiệp con ghê chứ. Bà ngoại đã không có ở nhà, anh thì đi làm suốt. Em nằm hoài như vậy, không chăm sóc cho con, em có thấy tội con không? Cô Tít nè, con năn nỉ mẹ đi. Nếu mẹ ngồi dậy, bà sẽ dẫn cả nhà đi ăn. Mẹ ơi, mẹ dậy đi mẹ, con muốn đi ăn kem. Kim Ngân à, em không vì anh thì cũng vì con chứ em. Chuyện đã xảy ra bao nhiêu lâu rồi mà em cứ giận anh hoài vậy. Em thiệt là cố chấp quá đi. Anh trách cứ em hả? Dạ, anh có đang tự trách mình không? Em đã làm gì mà phải chịu đựng anh đối xử như vậy? Những chuyện bất hạnh đang trút xuống đầu em, anh cảm thấy chưa đủ sao? Anh biết anh sai rồi, anh đã làm em khổ rất nhiều. Đừng giận anh nữa, anh sẽ thay đổi vì con và vì em. Mẹ, dạ em nghe đây anh. Dạ dạ, em tới liền. Anh có chút gì quan trọng, phải ra ngoài một chút. Lại thất hứa đưa mẹ con em đi ăn rồi. Ai gọi cho anh vậy? Người đó quan trọng lắm sao? Anh đừng đi có được không?
Người đó rất quan trọng, anh không thể không đi. Cô Tiến nè. Dạ. Con ở nhà với mẹ ngoan nha. Ba đi công việc chút về, ba sẽ mua gà rán cho con. Ừ? Dạ, nhưng ba nhớ mua kem nữa nha ba. Ừ, được rồi. Anh đi nha, xong việc anh về liền. Anh lại đi hẹn hò với ai chứ gì? Chứng nào tật đó mà. Mẹ, chừng nào mẹ mới chở con thăm bà ngoại vậy mẹ? Con hai đi đâu mà lâu quá vậy mẹ? Sao con hai không về nhà vậy mẹ? Chào anh. Anh ngồi chờ một chút, ông chủ đang tiếp khách. Mời anh dùng nước. Cảm ơn. À, không biết là anh ấy à quên, ông chủ gọi tôi gấp có chuyện gì không? Tôi nghe nói đại hội cổ đông của MT Bank lần này ông chủ quyết định xuất đầu lộ diện. Ông chủ định ra mặt thật sao? Ừ. Vì vậy ông chủ mời anh tới đây để bàn bạc cụ thể. Dù gì anh cũng là tay trong. Chào anh. Anh lên đi. Mọi thủ tục pháp lý anh đã lo xong chưa? Xong rồi. Giờ ông chủ là người đứng tên hợp pháp trên số cổ phần mua lại của MT Bank. Anh là luật sư, nắm rõ về mặt pháp lý, nên hôm họp cổ đông, cả tôi và anh đều phải có mặt bên cạnh ông chủ. Anh cứ yên tâm, tôi đã hoàn tất mọi thủ tục pháp lý. Làm ăn bây giờ á, hơn thua nhau ở chỗ phải nắm luật thật chắc. Về Việt Nam lần này, tôi rất yên tâm vì được hợp tác với một luật sư dày dặn kinh nghiệm như anh. Cảm ơn anh. Tôi xin phép về để còn đi lấy vài chữ ký và đóng dấu các hợp đồng. Ừ. Chào anh. Chào anh. Cậu đứng lại đó cho tôi. Dạ, thưa ba gọi con. Cậu đi đâu giờ này mới về? Dạ, con có chút việc bên ngoài ba. Cậu đừng nói với tôi là vì công việc của công ty mà ngày nào cậu cũng ra ngoài tới giờ này mới về nha. Cậu giỏi giang quá đó. Tôi đã cảnh cáo cậu nhiều lần rồi. Đừng để tôi thấy cái trò này của cậu nữa. Cậu nên nhớ, đưa cậu lên được cái ghế giám đốc, tôi cũng có thể kéo cậu xuống mấy hồi. Tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Cứ tưởng đâu là không còn có cơ hội để trả thù ông. Nhưng đúng là ông trời có mắt. Đại hội cổ đông lần này sẽ xuất hiện một nhân vật quan trọng. Nghe nói ông ta sẽ thu gom số cổ phần của MT Bank khá cao. Tổng giám đốc đã bán bớt cổ phần của mình, nhưng hiện nay ông vẫn là người đứng đầu với 52%. Ừ. Nhưng người thu mua cổ phần thu gom khá cao, hiện đang đứng thứ hai sau tổng giám đốc. Nói thiệt, có người bỏ nhỏ vào tay tôi kêu bán số cổ phần, nhưng tôi đâu có chịu. Hình như người này có âm mưu muốn chiếm cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị của MT Bank.
Cậu có biết mặt cổ đông mới của MT Bank không? Làm sao mà tôi biết được? Tôi cũng đang rất là nóng lòng để gặp mặt người này đây. Không biết cổ đông giấu mặt là ai đây? Mọi người đang bàn tán xôn xao. Tin nóng nhất hôm nay là được diện kiến cổ đông giấu mặt bao lâu nay? Tôi không biết, nhưng mà nghe đồn là người này giàu có lắm. Tài sản của ông ta có thể mua được cả 3 cái ngân hàng MT Bank. Dữ vậy sao? Mà sao cậu lại biết rõ vậy? Thì tôi cũng chỉ là nghe đồn thôi. Mời ông Kiều. Cậu ấy mất tích rồi mà, sao lại xuất hiện ở đây? Chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp. Chào mừng cổ đông lớn thứ hai đã đến tham dự đại hội cổ đông của MT Bank. Sau một thời gian hoàn thành về mặt pháp lý và đứng tên hợp pháp trên số cổ phần mua lại của MT Bank, ông Thành Thiên, ông chủ của chúng tôi, hôm nay sẽ ra mắt tất cả các cổ đông ở đây. Và bây giờ tôi sẽ phát bản photo cho tất cả các vị để chứng minh sự hợp pháp của tất cả cổ phần mua lại. Và với tỷ lệ 30%, ông Thành Thiên là cổ đông lớn thứ hai ở MT Bank. Giám đốc, mới sao vậy? Sao vậy? Sao? Ngoại nhớ con không? Ba, con nhớ bà quá à. Bà cũng nhớ con. Con khỏe không? Bà ơi, hình như bà ốm nhiều lắm á. Chào chị Xui. Chào chị. Lâu quá không gặp, chị Xui khỏe không? Tôi cũng đau hoài à, bệnh già mà chị. Mẹ. Sao còn nhợt nhạt dữ vậy? So với lần trước, con ốm đi nhiều lắm. Thiếu ngủ hay sao mà mắt thâm quầng vậy con? Con ổn mà, mẹ đừng có lo cho con. Mẹ với lại bà nội cô Tít lại ghế ngồi tâm sự đi, để con với Lụa đem đồ vô cúng dường cho chùa. À, cô Tít theo mẹ, đừng có quấy rầy hai bà nói chuyện nha con. Dạ. Đi Lụa. Con đi nha bà. Mình vô trong nghe chị. Chị Xui à, nghe tin chị tháng sau xuống tóc, còn Ngân nó khóc hết nước mắt. Nó nhờ tôi xuống đây khuyên chị. Tôi biết, tôi làm vậy là có lỗi với nó. Nhưng tôi hết cách rồi chị à. Chị có nương nhờ cửa Phật thì tôi mới có thể sống tiếp quãng đời còn lại của mình. Dẫu biết là rất khó, chứ không đơn giản đâu. Chị nghĩ lại đi, mình còn trách nhiệm với con cái. Bây giờ tụi nó không còn cần mình chăm bẩm tụi nó như lúc nhỏ nữa. Nhưng mà tụi nhỏ vẫn cần tình thương của một người mẹ. Chị đành dứt tình mẹ con sao chị?
Chị không biết cảm giác của tôi lúc này ra sao đâu. Nghĩ tới con gái, rồi nghĩ về con trai, tôi thật sự bế tắc, không tìm ra lối thoát. Tôi chỉ muốn chết để tự giải thoát cho mình. Chị đừng nghĩ quẩn như vậy. Cả đời làm mẹ, mình chỉ sống vì con. Tụi nó có lớn khôn bao nhiêu thì cũng cần có mình bên cạnh. Chị nhìn Kim Ngân đi. Từ khi chị lên chùa, ở nhà xảy ra nhiều chuyện. Nhìn con nhỏ cứ như người mất hồn. Nó không còn hồn nhiên vô tư nữa. Con chào sư cô. A Di Đà Phật. Đưa đây cho mẹ. Thưa sư con đi. A Di Đà Phật, con chào sư bà. Tổng giám đốc có cần tôi đưa tới bệnh viện không? Không sao đâu, ra ngoài đi, tôi cần yên tĩnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nè, cậu là trợ lý, chắc là cậu biết được chút ít gì phải không? Cậu có nghe tổng giám đốc nói gì về sự xuất hiện của con trai ổng không? Tôi cũng đang toát mồ hôi đây, không nghe nói gì hết. Cũng như mọi người, tôi và tổng giám đốc cũng đang rất tò mò về cổ đông mới này. Ai ngờ đó là Thành Thiên. Bao lâu nay chỉ biết thông tin là cậu ta đột ngột mất tích, sao bây giờ lại xuất hiện một cách ngoạn mục như vậy? Tôi biết tôi có lỗi với con bé nhiều lắm. Tạo ra chi cho con bé một thế giới hoàn hảo, để bây giờ giông tố trút xuống đầu nó. Nó lấy gì mà chống đỡ đây? Vô ngồi đây với nội nè. Mẹ lại khóc nữa rồi. Mẹ biết mẹ không phải là một người mẹ hoàn hảo. Mẹ đã sinh ra thì phải chăm lo cho con tới suốt đời. Vậy mà mẹ lại trốn tránh trách nhiệm của mình. Mẹ, con không trách mẹ đâu. Con chỉ lo cho mẹ. Mẹ ngày càng lớn tuổi, sức khỏe của mẹ thì ngày càng yếu đi. Anh hai vợ sao con cũng không biết nữa. Con chỉ muốn làm tròn bổn phận của một người con, muốn được chăm sóc cho mẹ thôi. Anh hai của con còn sống hay đã chết? Có chết thì cũng phải biết ngày giờ để mà mai chay cho nó. Phải có mồ, có mã. Đằng này, chị đừng tự dằn vặt mình như vậy. Đâu phải là lỗi tại chị. Không, tất cả là lỗi của tôi. Tại tôi mà cuộc đời Thành Thiên mới ra nông nổi như vậy. Mẹ, mẹ nói gì mà kỳ vậy? Sao lại là lỗi của mẹ được chứ? Con không biết đâu. Con không thể biết được những quẩn khúc trong cuộc đời mẹ. Oh.